Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa to đến to và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.